Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, trước hết thì tôi xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý bài chị em ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Một ngày Chủ nhật thật là phước hạnh, bình an ở trong danh Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Dạ, cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu là Chúa của thành phố này. Dạ, theo như là bài hát mà hồi nãy một anh em trong Chúa chúng ta đã tôn vinh Chúa, quả thật Chúa Giêsu sẽ là đấng bày tỏ ra quyền năng, những dấu kỳ phép lạ của Chúa cho nhiều người ở trong đất nước của chúng ta sẽ nhìn thấy được những phép lạ, những dấu kỳ của Chúa, hầu cho mà mắt có thể nhìn thấy được Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phụng và phục vụ. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. Cảm ơn Chúa. Trong tuần lễ qua thì tôi cũng có đi cầu nguyện cho những con cái Chúa ở tại Buôn Ma Thuột. Và tạ ơn Chúa rằng là Chúa Ngài có ban ơn, Chúa phù trợ cho chuyến đi này được phước, được đầy đủ, và cũng như là được nhìn thấy có nhiều tấm lòng, nhiều cuộc đời được Chúa Ngài đụng chạm qua quyền năng của Chúa. Như tôi đã chia sẻ trong một thánh trước đây á, là cái việc mà bùa ngải, bùa chú nó là có thật. Và khi mà lẽ thật của Chúa được rao giảng ra thì cũng có nhiều con cái Chúa được giải phóng, được giải cứu. Và quyền lực của ma quỷ nó cũng bày tỏ ra. Và cảm ơn Chúa là trong danh Chúa Jesus Christ, tất cả những thế lực của ma quỷ đã bị đuổi đi. Rất là tuyệt vời quý mài cho em. Lời của Chúa nói với chúng ta trong Mát đoạn 16 câu 17 như thế này. Tôi sẽ đọc từ câu 16 cho đến câu số 18. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những cái tin sẽ được cái dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu giống chỉ độc cũng chẳng hại gì. Hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Cảm ơn Chúa, đây là những lời mà Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời, Ngài đã dặn dò với các môn đồ và các sứ đồ của Ngài rằng là ai tin sẽ được những dấu lạ này. Và những ai tin thì người đó sẽ có cái uy quyền để lấy danh Chúa Giêsu Christ để mà trừ quỷ. Và Chúa Giêsu Ngài nói rằng là bất cứ ai tin, thưa quý mài chị em, mới tin hay là tin lâu rồi cũng có uy quyền để đuổi quỷ, đúng không ạ? Tại vì Chúa nói trước đó là ai tin và chịu phép tem sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đáng phạt. Tức là vừa mới tin Chúa là mình đã có Chúa Giêsu ở trong lòng của mình, và mình có cái uy quyền để mà trừ quỷ và trừ tà. Thế gian ngày hôm nay không có Chúa, họ rất là sợ khi mà nhắc đến bùa chú hoặc là những cái gì mà đụng chạm đến giới tà thuật. Có đúng như vậy không quý mài chị em? Khi mà tôi ngồi bắt chuyện với lại những người mà tôi gặp ở ngoài đó quý vị, nếu mà nói nhắc đến bùa thôi là họ bắt đầu họ lảng đi chỗ khác, hoặc là họ nói rằng là tôi không tin mấy cái chuyện đó. Nhưng mà thực tế thì tôi nhìn thấy sâu thẳm ở trong lòng của họ, họ có một cái nỗi sợ hãi khi mà nhắc đến việc bùa chú. Ở trên máy bay khi mà tôi đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Buôn Ma Thuột thì tôi có làm chứng cho một cái người chị em này. Tôi nhắc rằng là em ở trên Buôn Ma Thuột này em cần phải cẩn thận, bởi vì ma quỷ bùa chú nó nhiều lắm. Thế là em này nói rằng là em không tin đâu, anh nói cái chuyện đó ai chứ em không có tin mấy cái chuyện đó. Và tôi nhận biết rằng là thật sự có nhiều người như vậy đó quý vị. Họ không có tin vào trong những cái quyền lực của ma quỷ, hoặc là họ không dám nhắc đến nó. Họ có thể biết nhưng mà họ không dám nhắc đến nó. Thực tế thì chúng ta vẫn thấy có những cái ngôi nhà ma, hoặc là có những cái khu vực mà người ta nói rằng là linh thiêng lắm, phải mời thầy cúng, thầy bùa, làm phép tà thuật gì đó thì con người mới có thể ăn ở bình an ở tại những cái vùng đất đó. Và buổi chiều hôm nay thì tôi xin được phép chia sẻ về cái chủ đề đó là cầu nguyện trừ tà theo Kinh Thánh, để chúng ta thấy rằng là ở trong Chúa Giêsu Christ chúng ta có uy quyền để chúng ta có thể trừ khử tất cả những tà ma. Và trước khi chúng ta trừ khử tà ma, chúng ta cũng sẽ nói qua sơ lược về những cái cách làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết được một người, hoặc là một cái căn nhà, hoặc là một mảnh đất nó bị ếm bùa, hoặc là nó có những dấu hiệu nào để chúng ta có thể chuẩn bệnh được. Rồi khi mà chúng ta nhận biết được cái con người đó, hoặc là cái căn nhà đó, cái mảnh đất đó, hoặc là cái công việc đó bị ếm bùa, thì chúng ta sẽ bắt đầu nhận biết được cái vân tay của ma quỷ, và chúng ta sẽ nhân danh đến Chúa Jesus Christ để tiến hành tiến trình giải cứu. Và để chúng ta có thể nhìn thấy được quyền năng giải cứu của Đức Chúa Trời trên đời sống của một người, khi mà người đó bị quyền lực của bùa chú, bùa ngải áp chế họ,
thì cái điều đầu tiên chúng ta có thể làm được đó là chúng ta cần phải bước vào trong sự cầu nguyện. Bởi vì sự cầu nguyện rất là quyền năng, nó sẽ kết nối tấm lòng của con người dưới đất với tấm lòng của Chúa trên thiên đàng. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ được kết nối trực tiếp với Ngài và Ngài sẽ tác động vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta vượt quá sự hiểu biết thông thường của chúng ta. Sự cầu nguyện là một trong những quyền năng lớn lao nhất sẵn có trong cả vũ trụ này. Và thực tế nó đúng như vậy quý mài cha, bởi vì sự cầu nguyện sẽ mở ra những cánh cửa để Chúa Ngài có thể bước vào và Ngài hành động. Đây là một quyền năng mà chúng ta có thể tham gia trên đất này khi chúng ta cần quyền năng của thiên đàng ngự vào đời sống chúng ta, đem đến sự khôn ngoan, hiểu biết, sự hướng dẫn, sự khích lệ và sự đột phá kỳ diệu trong danh Chúa Giêsu Christ. Sự cầu nguyện kết nối chúng ta với quyền năng của Chúa, đây là một sức mạnh rất lớn, lớn hơn bất cứ mọi thứ khác mà chúng ta có thể tưởng tượng được trên thế giới này. Và khi chúng ta cầu nguyện ở trong quyền năng của Đức Thánh Linh, thì tức là lúc đó chúng ta đang có một vũ khí hủy diệt thuộc linh rất là lớn đối với quyền lực của ma quỷ. Bất cứ một quốc gia nào có vũ khí hạt nhân thì những nước lớn đều phải dè chừng đối với quốc gia có vũ khí hạt nhân. Và trong tâm linh đó quý mài chị em, khi mà chúng ta cầu nguyện trong tiếng lạ hay là cầu nguyện trong thánh linh thì chúng ta sẽ trở nên nguy hiểm đối với quyền lực của ma quỷ ở trong giới tà thuật và tối tăm. Cho nên ma quỷ nó rất là ghét cầu nguyện tiếng lạ, nó rất là ngăn trở cái việc cầu nguyện tiếng lạ quý mài cha. Có những hội thánh nói có những con cái Chúa đó, họ nói rằng là tại sao mà tôi tin Chúa cả chục năm nay, tôi đi nhóm nhà thờ cả chục năm nay nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi thấy cầu nguyện mà người thì té ngã, người thì run rẩy, người thì khóc, người thì cười. Khi mà cái clip mà tôi cầu nguyện cho sự của Chúa họ được đụng chạm vào thánh linh của Chúa thì có nhiều người nói, họ share lại cái bài viết đó, họ nói rằng là sao mà này lạ quá, có ai giải thích cho họ hiểu không? Cái này có phải đúng hay không? Tôi tin Chúa cả mấy chục năm nay chưa bao giờ thấy cảnh này. Tại sao mà trong nhà thờ cũng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ thì nó không có một biểu lộ nào hết, nhưng mà khi mà cầu nguyện ở đây thì nó lại có những sự biểu lộ khác thường như vậy, mà cả mấy chục năm nay họ chưa bao giờ họ nhìn thấy. Tôi không tranh cãi về cái việc này đúng hay việc này sai, hoặc là ai đúng ai sai ở đây, nhưng mà tôi chỉ nói theo lời của Đức Chúa Trời rằng là khi chúng ta cầu nguyện ở trong quyền năng của Đức Thánh Linh thì quyền năng của Chúa sẽ được bày tỏ ra theo như đức tin của chúng ta. Và tùy vào trong nơi chốn, tùy vào trong hội thánh mà quyền năng của Chúa sẽ được thể hiện một cách tự do hay là bị có sự ngăn trở. Có những nơi tôi đi đến, tôi cầu nguyện và tôi thấy thánh linh của Chúa ngày thăm viếng rất đặc biệt quý mài cha. Như ở Buôn Ma Thuột vừa rồi thì tôi đến một hội thánh này đang gặp nhiều nan đề về tài chánh. Và các con cái Chúa ở trong hội thánh họ cùng nhau để thống nhất một cái giờ cầu nguyện. Đó là họ cầu nguyện từ 2 giờ sáng cho đến 3 giờ sáng. Rồi từ 6 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng. Tức là một đêm họ thức dậy 2 lần để mà cầu nguyện. Tôi nghe như vậy tôi há hốc mồm ra, tôi nói wow, Chúa ơi, họ còn cầu nguyện còn sốt sắng hơn cả chính mình nữa. Tại vì mình đâu có nan đề đâu, nhưng mà họ nan đề quá lớn. Một ngày họ phải thức dậy như vậy, đang ngủ 2 giờ mở mắt dậy không biết cái gì hết cũng phải cầu nguyện. Cầu nguyện xong 3 giờ ngủ tiếp, ngủ tới 6 giờ rồi đồng hồ reng cái thức dậy cái cầu nguyện tiếp. Ngày nào cũng như vậy hơn quý mài cha. Họ kêu khóc rồi họ kiên ngăn, họ cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi xin giải quyết nan đề cho con. Và khi mà Chúa đem tôi đến đó, nhiều khi tôi đi rất là mệt quý mài cha em, tối ngủ có vài tiếng thôi, đến đó mình thở không ra hơi nữa, mình mới nhân danh Chúa Giêsu Christ Anasares là thánh linh của Chúa, cái đụng chạm người đó ngã, té ngã xuống. Tức là sao? Tức là không phải là mình, nhưng mà là bởi thánh linh của Chúa Ngài đụng chạm đến người đó. Chúa đến, chúng ta đến cái chỗ mà người ta khao khát thì chúng ta thấy được rằng là tấm lòng của người đó rất là dễ dàng tiếp nhận quyền năng của Chúa. Có những khi mà tôi cảm thấy mình không phải là mình nữa quý mài cha, không có cầu nguyện lớn tiếng nhưng mà chỉ thều thào cầu nguyện thôi, thánh linh của Chúa đụng chạm đến người ta. Có một bài hát thánh ca mà chúng ta thường hát ở trong các hội thánh ngũ tuần đó, đó là vì Chúa chỉ đến khi nào lòng người khát khao gặp Chúa. Thánh linh của Chúa không phải là một đấng dễ dãi,
Chúng ta nhân danh Chúa Thánh Linh ơi, xin đến đây là Chúa đến đâu quý mà cho em. Chúa Giêsu Ngài đã nói thế này: ta sẽ lại nài xin Cha để ban cho ngươi một đấng yên ủi khác, tức là thần lẽ thật. Thánh Linh của Chúa không phải muốn đến là đến, nhưng mà phải Chúa Giêsu phải nài xin Cha, nài nỉ, phải năn nỉ, phải cầu nguyện, phải dốc đổ thì Thánh Linh của Chúa Ngài mới đến, đúng không ạ? Rồi khi mà Chúa Ngài đến như vậy rồi thì đâu có phải là tất cả mọi người đều nhận được Thánh Linh của Chúa đâu. Chỉ có những ai khao khát Chúa, họ cầu nguyện ngày đêm, họ khẩn thiết, họ kiêng ăn, Thánh Linh của Chúa Ngài mới đầy dẫy trên họ. Chúng ta biết rằng là khi mà Chúa Giêsu Ngài sống lại từ kẻ chết đó quý vị, thì tất cả những môn đồ, những sứ đồ của Chúa đều được tái sanh hết, bởi vì sự cứu rỗi của Chúa đã được trọn vẹn. Hơn 500 người đã nhìn thấy Chúa Giêsu Ngài thăng thiên về trời, đúng không? Nhưng mà tại phòng cao ở tại Jerusalem thì bao nhiêu người đổ đầy Thánh Linh của Chúa? 120 môn đồ, đúng không ạ? Tức là 120 người đó họ khao khát, họ đến đó họ chờ đợi Thánh Linh của Chúa Ngài đến trên đời sống họ. Còn 380 người kia ở đâu quý mài cho em? Đi uống cà phê, đúng không? Người đi đám cưới, người đi mua bò, mua trâu, xây nhà tùm lum hết. Họ có nhiều cái lý do để mà họ không đến được. Nhưng mà 120 môn đồ đã khao khát, họ gác bỏ tất cả mọi thứ trong cuộc sống của họ để mà đến tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời Ngài đã thăm viếng tấm lòng của 120 môn đồ đó. 380 người kia không đến ở tại lễ ngũ tuần tại phòng cao đó. Họ có được tái sanh không quý mài cho em? Được, đúng không ạ? Họ có phải là môn đồ của Chúa không? Có. Họ có Thánh Linh của Chúa trong lòng của họ không? Có, đúng không ạ? Tại vì khi mà Chúa Giêsu Ngài hà hơi cho các môn đồ thì Ngài đã nói rằng là các ngươi hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nhưng mà nhận lãnh Đức Thánh Linh với việc đầy dẫy Thánh Linh của Chúa, đó là hai cái trải nghiệm khác nhau. Cho nên chúng ta thấy rằng là ở trong nhà thờ truyền thống á, chúng ta không nói rằng là họ không có Thánh Linh của Chúa, không có những dấu kỳ phép là chữa lành đuổi quỷ, không có nghĩa rằng là không có Thánh Linh của Chúa. Họ vẫn có Thánh Linh của Chúa đó, đúng không ạ? Nhưng mà để đầy dẫy Thánh Linh của Chúa thì chúng ta cần phải đến phòng cao tại lễ ngũ tuần. Đấy là hai cái trải nghiệm, hai mức độ khác nhau hoàn toàn quý mài cha. Cho nên có những hội thánh họ có hiến chương không ủng hộ và không có cho phép việc cầu nguyện tiếng lại trong hội thánh, hoặc là họ không tin rằng là ngày hôm nay vẫn còn có ma quỷ, ngày hôm nay vẫn còn có những dấu kỳ phép lạ chữa lành đuổi quỷ, thì trong những hội thánh đó sẽ không bao giờ có những phép lạ chữa lành đuổi quỷ. Thánh Linh của Chúa đến thăm viếng ở trên cái bụi nhóm đó để ban bình an, phước hạnh một cách sơ sài mà thôi, một cách gọi là sơ sơ mà thôi. Nhưng mà để quyền năng của Chúa bày tỏ ra một cách rõ ràng thì hội thánh đó cần phải thay đổi lại hiến chương, cần phải thay đổi lại cái tính lý về quyền năng. Ngày hôm nay có những hội thánh, đặc biệt là truyền thống, họ nói thẳng luôn: ai mà cầu nguyện chữa lành đuổi quỷ là tà giáo. Họ nói thẳng luôn quý mà cho em, ai nói tiếng lạ đó là nói tiếng quỷ. Và khi mà tôi đi nhiều nơi, đặc biệt là ở miền cao, thì tôi gặp những vị mục sư, họ được ơn Thánh Linh của Chúa, họ là những người đầy dẫy Thánh Linh của Chúa, họ từng đuổi quỷ, cầu nguyện chữa lành, phép lạ của Chúa xảy ra rất là nhiều. Và khi mà bị nói xấu như vậy đó quý vị, thì những mục sư này họ im lặng, họ cầu nguyện, họ tha thứ cho những người nói xấu mình. Và có một mục sư ông nói với tôi: mục sư ơi, mục sư biết không, ở cái khu vực này nè là có ít nhất là 10 ông mục sư và người hầu vị Chúa đã chết bởi vì cớ họ nói xấu Đức Thánh Linh. Họ nói rằng là cầu nguyện tiếng mới, cầu nguyện chữa lành đuổi quỷ là ma quỷ, là tà giáo đó, thì những người đó bây giờ đã chết rồi. Người thì bị ung thư, người thì bị tai nạn, người thì bị gọi là xui xẻo gì đó rồi mất mạng. Ít nhất là 10 người. Tôi nghe như vậy tôi nổi da gà quý mà chứ. Và ghê hơn thế nữa, không phải chỉ là về cái việc là sống chết ở trong xác thịt mà thôi, nhưng mà nó liên quan đến cả cái sự cứu rỗi trong linh hồn đó quý vị. Chúa Giêsu đã nói rằng là ai phạm đến con á thì còn được tha, nhưng mà ai nó phạm đến Đức Thánh Linh á thì dầu trong đời này hay là trong đời sau cũng không bao giờ được tha thứ. Có những tội Chúa tha thứ, nhưng mà có những tội Chúa không tha thứ được. Và người Pha-ri-si ngày xưa khi mà nói Chúa Giêsu dùng phép chú quỷ để trừ quỷ,
Thì Chúa Giêsu nói là các ngươi không phải nó phạm đến ta đâu, nhưng mà các ngươi nó phạm đến Đức Thánh Linh, các ngươi sẽ không bao giờ được tha thứ. Vừa rồi thì khi mà tôi đi xong công việc thì tôi nghe có một người bạn của cái người bạn đi chung với tôi. Và cái người đi chung với tôi nói với tôi như thế này: mục sư ơi, bạn của em á, là nó nhóm ở trong nhà thờ truyền thống. Bây giờ nó bị bệnh ung thư giai đoạn cuối và rất là nặng rồi. Bây giờ vì có tình nghĩa em phải đi thăm nó trong bệnh viện. Nhưng mà cái người bạn này khi mà còn khỏe mạnh trước đây á, đã từng nói mục sư, nói mục sư quản nhiệm ở trong hội thánh của em á, rằng là mục sư đó là tà giáo. Nói tiếng lạ là tà giáo, đuổi quỷ là tà giáo. Và bây giờ thì cái người bạn đó đang bị ung thư gần chết. Và tôi nói rằng là thôi, nếu như vậy rồi đó thì mục sư cũng không thể vào trong đó để mà nói chuyện với người đó. Tại vì sao? Người đó đóng lòng lại với quyền năng thánh linh của Chúa. Mà quả thật quý mài cho em, khi mà người bạn của tôi đến gặp cái người bạn đó đó, thì cái người bạn đó không mời cái người này cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Tại vì bị ấn trí rằng là những người mà cầu nguyện xin Chúa chữa lành và đuổi quỷ đều là tà giáo. Cho nên bây giờ thà chết chứ không có xin Chúa hay là cầu nguyện cái gì hết. Cắn răng mà chịu như vậy đó quý vị. Tôi nghe đau lòng vô cùng. Đến cái chỗ chết rồi nhưng mà họ vẫn còn cứng lòng. Họ nói thà tôi chết nhưng mà tôi không để cho cái mấy cái người đó cầu nguyện. Quý vị thấy khủng khiếp không? Quý mài cho em. Và tôi nói rằng là thật sự con người về xác thịt với nhau, mình tình nghĩa mình đến mình thăm thôi. Em đến thăm thôi, chứ Đức Chúa Trời đó, đối với thánh linh của Đức Chúa Trời đó, thì Ngài không còn thăm viếng như con người như vậy. Tại vì họ đã mở miệng ra, họ nói nghịch lại với công việc của Đức Thánh Linh. Cho nên quý mài cho em ơi, nếu chúng ta chưa hiểu quyền năng thánh linh của Chúa thì chúng ta đừng động đến. Chứ nếu chúng ta động đến nói rằng là Chúa Thánh Linh ngày hôm nay là không còn đủ quỷ chữa lành nữa đó, thì tức là chúng ta đang phạm đến một cái giáo lý cơ bản nhất của Cơ Đốc giáo, đó là Đức Chúa Trời thay đổi. Mà chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi cả quý mài cho em. Từ trong bản tánh cho đến công việc của Ngài, quý vị đồng ý với tôi là Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời không? Và nếu Ngài là Đức Chúa Trời thì Ngài cũng có bản tánh và công việc của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi trong bản tánh và công việc của Ngài cả. Ngày xưa Ngài thánh khiết, công chính, quyền năng thế nào thì ngày nay Ngài vẫn còn là đấng như vậy. Cho nên nếu chúng ta không cảm nhận được quyền năng của Chúa thì chúng ta đừng có vội nói rằng là ô, cái quyền năng mà những hội thánh khác đang kinh nghiệm được nó khác với hội thánh của tôi. Hội thánh của tôi cầu nguyện người ta ngã lăn ra chết, còn hội thánh bên kia cầu nguyện người ta ngã lăn ra người ta được lành. Không, bên đó tà giáo, bên đây mới chính giáo nè, cầu nguyện chết mới chính giáo. Còn mà cầu nguyện mà được lành đó là tà giáo. Quý mài cho em ơi, nguy hiểm lắm. Nhưng mà có một cái điều nguy hiểm hơn tà giáo nữa, đó là tà. Những người mà họ không có kinh nghiệm quyền năng thánh linh của Chúa, họ sống đời sống tà. Quý mài cho em. Tà tức là sao? Chủ nhật là đi nhóm thờ vượng Chúa, nhưng mà thứ hai cho đến thứ bảy thì sống y như người thế gian. Gian như thế, cho nên là than như giấy. Cái đó nguy hiểm hơn tà giáo quý mài cho em. Chúa nói rằng là thà các ngươi nóng hay lạnh thì hay, nhưng mà bởi vì các ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, cho nên là ta nhả các ngươi ra khỏi miệng của ta. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta thấy được rằng là ngày hôm nay quyền năng của Chúa vẫn còn quý mài cho em. Và có những nơi chúng ta không kinh nghiệm được quyền năng thánh linh của Chúa, không phải là bởi vì chúng ta sai, nhưng bởi vì cớ cái nền móng lúc ban đầu á, chúng ta chưa nhìn thấy được và chúng ta chưa có xây dựng được đúng theo cái cách của nó. Tôi ví dụ cho quý vị dễ hiểu, những ai chúng ta biết về xây dựng thì chúng ta sẽ thấy thế này. Chẳng hạn như cái căn nhà của chúng ta ở đây là căn nhà cấp 4, chúng ta có thể xây lên 2 hoặc là 3 tấm. Nhưng giả sử nếu tôi có tiền, tôi xây cái nhà lên khoảng chừng tầm 50 tầng, quý vị nghĩ rằng là tôi xây được không? Tại sao vậy? Sụp móng đúng không ạ? Bây giờ giả sử tôi đào móng thêm, tôi vẫn giữ nguyên cái nhà này nhưng mà tôi đào móng thêm, rồi tôi xây lên được không? Cũng không được luôn. Tôi phải ủi hết, săn bằng hết cái căn nhà này, rồi tôi phải đào móng lại. Đào cái móng càng sâu càng tốt, 30, ít nhất là 20 cho đến 30 mét thì mới có thể xây lên được 50 tầng. Cho nên quý mài cho em ơi, một cái nhà nếu mà muốn xây cao lên
thì chúng ta cần phải, trước khi xây á, chúng ta phải xác định rằng là cái ngôi nhà đó bao nhiêu tầng, thì chúng ta bắt đầu đào móng và chúng ta xây lên được. Còn nếu mà chúng ta đang định xây cái nhà 10 tầng ha, mình làm cái móng như thế này, cái mình hứng lên, cái mình đổi ý, cái mình tiếp tục lên 20 tầng nữa thì không được quý mài chè. Quan trọng nhất là ngay từ đầu chúng ta cần phải xác định rằng là cái nhà chúng ta đang xây đó nó sẽ như thế nào. Điều này chúng ta áp dụng cho thuộc linh cũng vậy quý mài chè. Nếu chúng ta muốn hội thánh của chúng ta là hội thánh đầy quyền năng, dấu kỳ phép lạ của Chúa xảy ra, thì chúng ta không thể nào lấy những cái tính lý gọi là truyền thống, hoặc là những cái tính lý khô khan, những tính lý mà chống nghịch lại với quyền năng thánh linh của Chúa, để làm nền tảng cho sự nhóm lại thờ phượng Chúa của chúng ta. Cho nên để chúng ta có hội thánh đầy dạy thánh linh của Chúa, mạnh mẽ quyền năng, thì thứ nhất đó là hiến chương hội thánh cần phải có một sự kết ước trung thành với những lẽ thật quyền năng ở trong lời của Chúa. Thứ hai đó là người lãnh đạo đó phải là người có tấm lòng khao khát tìm kiếm Đức Chúa Trời, kính sợ Chúa và bước đi ở trong đường lối quyền năng của Đức Chúa Trời. Nếu mà giả sử một người lãnh đạo ở trong hội thánh mà không tin vào trong quyền năng dấu kỳ phép lạ của Chúa, thì hội thánh đó sẽ không bao giờ có quyền năng phép lạ của Chúa ở quyền mài chè. Bởi vì cái sự bao phủ thuộc linh của hội thánh đó nó chỉ ở mức độ đó. Cho nên tại sao mà ngày hôm nay những hội thánh truyền thống hoặc là ngay cả ngũ tuần nữa quý vị thiếu mất đi quyền năng của Chúa, là bởi vì có những sự giảng dạy sai lầm. Tôi nói ngay trong hội thánh ngũ tuần nữa quý vị, có những nơi á, khi bước vào trong sự thờ phượng Chúa họ không còn nói tiếng lạ nữa, họ không còn đặt tay cầu nguyện chữa lành đuổi quỷ nữa quý vị. Giống y như là Bắp Tít, giống y như là những hội thánh truyền thống khác. Thậm chí á, hội thánh ngũ tuần cũng không còn cầu nguyện, không còn vỗ tay, nhảy múa, thờ phượng Chúa giống như ngày xưa nữa. Và nó y như là nhà thờ quý mài chen. Nó chỉ khác có tên gọi thôi. Ở đây tôi không nói để ai đó hổ ngươi, nhưng mà chúng ta thấy được một thực tế, đó là chúng ta cần phải thay đổi lại nếu chúng ta mong muốn nhìn thấy thánh linh của Chúa hành động trong hội thánh của mình. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với chủ đề chính của chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Đó là sự cầu nguyện thánh linh của Chúa sẽ bày tỏ ra những cái sự tối tăm ở chung quanh của chúng ta. Nếu có ma quỷ tà linh nó đang hiện diện ở trong điểm nhóm, thì chúng ta sẽ cầu nguyện tiếng lạ để ma quỷ nó sẽ lộ ra. Có những nơi chúng ta cầu nguyện bình thường thì ma quỷ nó không lộ ra, nhưng mà khi mà chúng ta cầu nguyện tiếng lạ thì ma quỷ nó sẽ lộ ra cái công việc của nó. Dạ. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Như vậy thì khi chúng ta cầu nguyện đuổi quỷ, chúng ta cần phải như thế này quý mài xem. Chúng ta phải xác định rằng là có ma quỷ hay không, đúng không ạ? Và bây giờ nếu giả sử chúng ta biết có ma quỷ rồi, chúng ta phải nói bằng tiếng mẹ đẻ của chính mình. Tại vì sao? Ma quỷ nó sẽ hiểu được cái tiếng mẹ đẻ, nó sẽ hiểu được tiếng Việt của mình. Nhưng giả sử trong trường hợp là chúng ta không nhận biết được ma quỷ đang ẩn nấp ở đâu, không biết là cái người đó có ma quỷ hay không, thì chúng ta rất là cần tiếng mới. Tại vì sao vậy? Khi mà chúng ta cầu nguyện tiếng mới thì cái bầu không khí thuộc linh nó sẽ được xây dựng. Thánh linh của Chúa sẽ hành động và tà linh ma quỷ sẽ không thể ẩn nấp được ở trong cái dòng chảy thánh linh của Chúa. Quý vị hiểu không ạ? Không phải là chúng ta dùng tiếng lạ để đuổi quỷ, nhưng mà chúng ta dùng tiếng lạ để cho ma quỷ tà linh nó phải lộ diện. Và khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ thì đó là cái bầu không khí thuộc linh xung quanh chúng ta nó sẽ được thay đổi. Thánh linh của Chúa hành động và nhiều người sẽ được Chúa thăm viếng từ trong tấm lòng tâm linh của họ. Và khi mà ma quỷ lộ diện thì chúng ta nhân danh Đức Chúa Jesus Christ Nazareth quỷ phá tất cả những công việc của chúng nó phải lộ diện và đi ra khỏi. Đó là cái việc mà tôi học từ nơi Chúa. Chứ còn nếu mà ma quỷ lộ diện rồi mà chúng ta cầu nguyện tiếng mới thì cái điều đó vô ích quý mài cho em. Nó chỉ là gây dựng đức tin của mình thôi, gây dựng đời sống tâm linh của mình thôi. Chứ còn để ma quỷ rời khỏi đó quý vị, thì chúng ta phải nhân danh Chúa Jesus Christ ở Nazareth bằng tiếng Việt để nó hiểu được. Đức Chúa Jesus Christ ở Nazareth, tức là trong thời Chúa Jesus có nhiều người tên là Jesus lắm, nhưng mà phải là Jesus Christ ở Nazareth thì mới chính xác là Chúa Jesus của Kinh Thánh. Đúng rồi, đúng rồi.
Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth mới là đấng được sức giàu thật sự, mới chính là Chúa Giêsu của Kinh Thánh, đấng có quyền năng để đuổi quỷ. Trước hết đó quý vị, chúng ta cần phải hiểu được là trong Kinh Thánh, Chúa ngài ban những lời hứa về sự bảo vệ, gìn giữ của Chúa dành cho những con cái của Chúa. Một con cái Chúa tin Chúa thì người đó sẽ được sự bảo vệ của Chúa như con ngươi của mắt ngài. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu số 10 phần B chép rằng là ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Thi Thiên đoạn 17 câu số 8 chép rằng là cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt, hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa. Như vậy thì khi mà chúng ta có được những lời hứa về sự bảo vệ của Chúa thì ma quỷ sẽ không làm hại chúng ta được. Chúng ta tin Chúa, chúng ta sẽ được sự bảo vệ của Chúa như con ngươi của mắt ngài. Ở trong Tinh Lành Giăng, xin lỗi, ở trong Giăng Nhất đoạn số 5, Giăng Nhất đoạn số 5 câu số 18 phần B. Nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại người được. Lời của Chúa nói rằng ai được tái sanh, được sanh bởi Đức Chúa Trời đó thì người đó sẽ không thể bị ma quỷ làm hại được. Như vậy thì có những lời hứa của Chúa, Chúa hứa bảo vệ chúng ta là con của ngài, thì ai đụng đến chúng ta như là đụng đến con ngươi của mắt ngài. Giả sử tôi đụng đến cái lông mày quý vị sẽ ok đúng không? Vẫn còn ổn đúng không? Nhưng mà giả sử thọt vô tận cái con mắt này nè, cái tròng đen đây nè, được không? Dạ, chưa tới thôi là quý vị đã nhắm mắt lại, bởi vì cái chỗ đó là dễ bị tổn thương lắm. Cho nên chúng ta đối với Chúa cũng vậy, quý mà chị em, chúng ta có một vị trí rất đặc biệt ở trong tấm lòng của Chúa. Chúng ta được ví như là một cái chỗ nhạy cảm nhất của ngài, đó là con mắt. Cho nên ai đụng đến chúng ta, dù là ma quỷ nó muốn đụng chúng ta, nó cũng đụng không được quý vị. Nó phải xin phép Chúa. Như trong thời của Gióp, khi mà ma quỷ nó muốn tấn công Gióp thì nó phải xin phép Chúa đúng không ạ? Ở trong Gióp đoạn 1, nó phải xin phép Chúa rồi Chúa cho nó giới hạn để mà nó đụng đến Gióp. Chứ không phải là nó muốn đụng đến cái chỗ nào cũng được đâu. Lúc đầu thì nó nói là Chúa ơi, Chúa cho phép tôi lấy tài sản của nó, súc vật của nó. Rồi khi mà Satan lấy hết tài sản súc vật của Gióp thì Gióp vẫn không phạm tội. Sau đó Satan nó lại tiếp tục nó sàng sảy thêm nữa. Đó là Chúa bây giờ nếu mà tôi đụng đến Gióp đó, đụng đến xác thịt của nó đó, nó chắc chắn nó sẽ mở miệng ra để mà rủa xả Chúa. Và Chúa nói được, ngươi làm đi. Và thế là ma quỷ đụng đến xác thịt của Gióp và Gióp bị bệnh, nhưng mà Gióp cũng không phạm tội với Chúa. Mình thấy rằng là Chúa có giới hạn đúng không ạ? Và Chúa nói rằng là ngươi được phép đụng đến thân thể của nó, nhưng mà ngươi không được phép lấy đi mạng sống của nó. Vậy thì trong thuộc linh chúng ta thấy rằng là chúng ta có những cái sự bảo vệ siêu nhiên của Chúa. Và Chúa ngài sẽ cho chúng ta được ở dưới sự gì của ngài. Con ngồi yên để mọi người có thể nghe lời của Chúa. Rồi trong Sacheri đoạn số 2 câu 5 chép rằng là vì ta Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ làm tường bằng lửa chung quanh nó và sẽ làm sự vinh hiển ở giữa nó. Và ở trong Thi Thiên đoạn 34 câu số 7 chép rằng là thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ ngài và giải cứu họ. Vậy thì chúng ta là con cái Chúa, chúng ta có những sự bảo vệ của Chúa, vừa có sự bảo vệ của tường lửa chung quanh chúng ta và cũng có những thiên sứ của Đức Chúa Trời vây phủ chung quanh chúng ta. Chúng ta biết rằng là một thiên sứ bình thường của Đức Chúa Trời á có thể giết được 185.000 binh lính Assyria, đúng không ạ? Một thiên sứ của Chúa có thể giết được 185.000 người. Thì nếu mà có một gọi là tiểu đội ha, một tiểu đội thiên sứ của Chúa chung quanh chúng ta thì chúng ta sẽ được bảo vệ rất là an ninh đúng không ạ? Rất là nghiêm ngặt. Cho nên là con cái Chúa, ma quỷ không thể nào chạm đến chúng ta được nếu Chúa không cho phép. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy được có nhiều con cái Chúa vẫn bị ma quỷ tấn công. Và thậm chí là có những trường hợp là bị bùa chú tà thuật của ma quỷ nó ảnh hưởng trên đời sống của những người thuộc về Chúa. Đó là lý do tại sao đây. Chúng ta phải hiểu một điều rằng là tà thuật ma quỷ bùa chú nó chỉ làm việc theo cái sự hợp pháp. Nếu một người sống công chính ngay thẳng và chân thật ở trong lời của Chúa, người đó sẽ không thể bị ma quỷ nó xâm phạm được. Nhưng nếu một người có một sự gian tà hoặc là có sự lươn lẹo hoặc là có một cái đời sống bất chính nào đó,
không ngay thẳng hoặc là gian dối thì ma quỷ nó hợp pháp ở trên đời sống người đó và nó ảnh hưởng tấn công trên tâm trí hoặc là trên đời sống của người ta. Cho nên có những con cái Chúa đã bị ma quỷ tấn công qua những bùa chú tà thuật của ma quỷ. Rồi làm thế nào để chúng ta nhận biết được một người bị ma quỷ tấn công hoặc là bị tà thuật của ma quỷ nó bỏ bùa trên đời sống người đó? Nếu mà người bị bỏ bùa, bị người khác hại thì người dính bùa ngải đó có những triệu chứng như sau. Thứ nhất đó là thường đau nhức dữ dội, mỏi mệt, bần thần, hốt hoảng, sợ hãi, mất ngủ về đêm, không thể tập trung tinh thần, thần kinh hay bị bấn loạn. Tức là về cá nhân của người bị bỏ bùa đó quý vị, cái người đó sẽ có một cái đời sống rất là bất ổn từ trong tinh thần cho đến thể xác. Và về đời sống tâm linh của người đó, đó thì dường như bị tê liệt hoàn toàn, cho nên người đó rất là khó đến gần với Chúa trong sự cầu nguyện hoặc thờ phượng Chúa. Và dấu hiệu để chúng ta nhận biết được một người bị ma quỷ nó chiếm hữu đó là người đó thường hay né tránh những mục sư, những tôi tớ Chúa hoặc là những hội thánh được sự sức dầu của Chúa trong lĩnh vực giải cứu đủ quỷ. Người đó thường hay né, hoặc là người đó sẽ nghe thấy những tiếng nói của ma quỷ trong tâm trí của họ rằng là mày hãy rủa xả Chúa Giêsu đi, mày rủa xả Đức Chúa Trời đi. Đó là những tiếng nói của tà linh ma quỷ. Rồi đó là về người bị bỏ bùa. Nhưng bây giờ chúng ta nói về những ngôi nhà chẳng hạn, hoặc là những cái nơi chốn nó bị ma quỷ nó ám vào trong chỗ đó, thì làm sao để chúng ta có thể giải cứu được cái chỗ đó đây? Có nhiều nơi người ta đã bỏ hoang nhà cửa, đất đai bởi vì cớ những cái chỗ đó nó có ma. Tôi nhìn thấy ở ngoài thế gian đó quý vị, khi mà người ta biết cái chỗ nào có ma đó, người ta thường hay làm gì? Kêu thầy cúng này kia tới, đúng không? Rồi thầy phù thủy, tà thuật, thầy pháp gì đó để đủ quỷ đi. Nhưng mà họ cũng đem theo tỏi, đúng không ạ? Tỏi trừ tà. Người ta nói rằng là tỏi nó có cái chất nóng của nó, cho nên là những cái tà thuộc về những cái âm khí lạnh lẽo đó nó sẽ sợ tỏi. Cho nên nhiều con cái Chúa ngày hôm nay cũng đôi khi lấy tỏi bỏ vào trong giỏ sách của mình hoặc là đem theo trong những cái chuyến đi xa. Tại vì thấy người thế gian làm nhiều cho nên là mình cứ làm, mình đâu cần biết nó làm sao đâu. Nhưng quý mài chị em ơi, ma quỷ nó không có sợ tỏi, đúng không ạ? Ma quỷ nó chỉ sợ cầu nguyện thôi. Rồi ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở những cái nơi mà văn minh quý vị, thì khi mà bị một cái người bị ma quỷ nó ám hoặc là bị bỏ bùa, thì người nhà người thân á sẽ đem cái người đó đến một ông thầy cao tay ấn hơn, một cái ông thầy có cái quyền lực lớn hơn để có thể gỡ bùa hay là chuộc bùa. Nghe ông nào thấy hay là cứ đem đến đó để chuộc bùa. Có khi chuộc được, có khi chuộc không được. Rồi ở miền cao đó quý vị, người ta chuộc bùa không có phải tốn tiền đâu. Người ta làm như thế này, đó là người ta lấy cái đồ dơ, chẳng hạn như là cái đồ lót hoặc là cái băng vệ sinh của phụ nữ đã sử dụng rồi đó, đắp lên cái người mà bị tà ma ếm hoặc là bị bỏ bùa. Có người chị em lạ lắm, quý mà chị em tin Chúa rồi nha, bây giờ thờ thường xuyên lắm, nhưng mà khi mà nghe đồn phong phanh á, chồng mình bị bỏ bùa, thế là chị này sợ quá, chị lấy cái băng vệ sinh của chị á, để lên đầu của ông chồng mình. Rồi có khi chồng đang nằm ở trên giường, cái bà này bà lấy cái quần lót đắp lên mặt cái ông này. Tại vì theo như người ta tin đó, rằng là cái đồ càng dơ đó, ma quỷ nó càng sợ. Nhưng mà tôi thấy quỷ đâu nó không sợ, mà thấy quỷ dâm dục nó càng khoái nữa. Quý mài chị em ơi, nếu mà ma quỷ nó sợ đồ dơ thì có lẽ Chúa Giêsu không phải chịu chết treo trên thập tự giá, đổ huyết của Ngài ra để cứu chuộc chúng ta, để giải cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của ma quỷ. Đúng không ạ? Chúa đã phải trả một cái giá rất là đắt, đổ huyết của Ngài ra để giải cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của ma quỷ. Cho nên ma quỷ nó chỉ sợ danh của Chúa, sợ huyết của Chúa Giêsu mà thôi, chứ nó không sợ đồ dơ.
Nhưng ma quỷ nó lừa dối chúng ta quý mà cha em ơi, nó lừa dối từ người thông minh cho đến người ngu dốt, nó lừa dối từ người thành thị cho đến người nông thôn, nó lừa dối không những ở Việt Nam nhưng mà lừa dối luôn cả thế giới nữa quý mà cha. Cho nên chúng ta cần phải biết được cái mưu kế của ma quỷ. Nó tìm cách nó lảng tránh danh của Chúa, nó tìm cách nó lảng tránh những cái lẽ thật quyền năng giải cứu của Chúa để đưa người ta vào trong cái sự ngu dốt hơn. Cho nên chúng ta cần phải hiểu được rằng là chỉ có danh của Chúa Jesus Christ mới có thể giải cứu con người ra khỏi quyền lực của ma quỷ mà thôi. Và Chúa đã ban cho chúng ta cái uy quyền để chúng ta dạy đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của cái nghịch dưới chân. Ở trong Luca đoạn số 10 câu 19 chép rằng là: này, ta đã ban quyền cho ngươi dạy đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của cái nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Như vậy thì khi chúng ta nhận biết rằng là người thân của chúng ta hoặc là một ai đó bị bỏ bùa, thì thay vì chúng ta dùng đồ dơ để mà chúng ta cầu nguyện giải cứu cho họ, thì chúng ta hãy nhân danh Đức Chúa Jesus Nazareth ra khỏi người này, được không quý mà cho em? Ta nhân danh Đức Chúa Jesus bẻ gãy tất cả những cái bùa yêu, những cái bùa chú, bùa ếm tối tăm ở trên con người này. Mày phải ra khỏi chồng của ta, ra khỏi vợ của ta, ra khỏi người thân của ta trong danh Đức Chúa Jesus. Bởi vì Chúa đã ban chúng ta uy quyền rồi, đúng không ạ? Chúng ta không cầu xin Chúa ngày đuổi quỷ ra khỏi người đó, nhưng mà Chúa giao chúng ta uy quyền đó để chúng ta thực hiện uy quyền đó. Ngày hôm nay khi mà con cái Chúa đối diện với ma quỷ, đôi khi thưa Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa ngày đuổi quỷ, mày phải ra khỏi người đây trong danh Chúa Giêsu. Chúa ơi, xin hãy giải cứu người này, Chúa ơi. Ủa, làm cái gì vậy? Chúa kêu là mình đuổi quỷ đúng không, chứ đâu phải là mình nài nỉ ma quỷ đâu. Khóc một hồi, một hai tiếng là hết hơi. Tao lại mày, mày ra khỏi người này giùm tao cái. Như vậy càng chết nữa đúng không quý mài cho em? Cho nên ngày hôm nay nhiều con cái Chúa rất là thấy thương quý mài cho em, không biết lẽ thật của Chúa cho nên làm sai hết lời của Chúa. Chúng ta có uy quyền trong danh Chúa Jesus. Mà để có uy quyền hiệu quả quý mài cho em, điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là chúng ta cần phải đứng thẳng, không được phép sợ hãi ma quỷ. Chúng ta không được phép sợ hãi nó quý mài cho em. Điều đầu tiên chúng ta cần phải thực hành uy quyền ở trên tà linh, đó là không được sợ hãi. Thứ hai đó là không được nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời, không được phép nghi ngờ lời của Chúa. Chúa nói rằng là chúng ta đuổi quỷ được thì chúng ta chắc chắn sẽ được đuổi quỷ, sẽ đuổi quỷ được. Amen. Chúa nói chắc như đinh đóng cột quý mài cha, không cần hồ nghi, không cần phải lăng tăng là không biết. Nhiều khi Chúa nói cho ông sứ đồ Phi-rơ chứ phải nói cho mình, Chúa nói cho ông nào đó chứ phải nói cho con. Không quý mài cha em ơi, Kinh Thánh là dành cho tất cả mọi người tin, không trừ bất cứ một ai hết quý mài cha em. Không phải phân biệt chức vụ. Và cái điều đủ quỷ này là dành cho tất cả mọi người tin Chúa, không phải chỉ dành cho mục sư hoặc là cho những chức vụ đặc biệt ở trong hội thánh. Rồi chúng ta thứ ba, để chúng ta có thể thực hành uy quyền của chúng ta trên ma quỷ, chúng ta phải có đức tin nơi lời của Chúa. Phải tin rằng là danh Chúa Jesus Christ là danh duy nhất mà Satan phải vâng lời. Ở trong Philip đoạn 2 câu 10 cho đến câu 11 chép rằng là: hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Ngài là Christ, là Chúa. Như vậy thì danh của Chúa Jesus Christ là danh trên hết mọi danh. Nhắc đến danh Chúa Jesus Christ thôi là quỷ nó sẽ phải quỳ xuống quý mà cha. Cảm ơn Chúa. Ma quỷ nó không sợ những vật thánh của giáo hội. Ví dụ ma quỷ nó không sợ Kinh Thánh, đúng không ạ? Nó không sợ thánh giá. Ma quỷ nó cũng không sợ nước thánh. Tôi thấy có giáo hội Công giáo, có ông linh mục ở trong Công giáo đó, khi mà được mời đến gia đình kia để mà cầu nguyện trừ tà đó, ổng cầm Kinh Thánh. Một tay thì cầm Kinh Thánh ha. Rồi tay kia thì cầm cái nước rẫy. Rồi có một cái người phụ lễ, cái người phụ tá đó đi bên cạnh cầm cái cây thánh giá để đằng sau, để bên hông đây nè. Thế là đi vào trong cái nhà đó, đứng ngay cái giường đó hoặc là đứng ở trong nhà đó đọc kinh. Đọc kinh mân côi, tức là kinh cầu nguyện với Đức Mẹ. Xin Đức Mẹ thương xót và chữa lành hay là giải cứu gì đó ra khỏi cái quyền lực của ma quỷ. Và người Công giáo họ rất tin Đức Mẹ quý mà cha. Khi mà đụng đến ma quỷ trừ tà vậy đó là họ tin rằng là Mẹ là rất là linh thiêng. Nhưng quý mà cha em ơi,
Trong cả Kinh Thánh này tôi chẳng bao giờ thấy cái chỗ nào Chúa Giêsu hoặc là các sứ đồ dạy chúng ta phải cầu nguyện trừ tà đuổi quỷ qua danh của Đức Mẹ Maria hoặc là bất cứ thánh nào hết. Ngay cả Phi-rơ là sứ đồ trưởng cũng không được có cái vinh hạnh đó để mà lấy cái danh của mình để trừ quỷ, đúng không ạ? Ngay cả Phao-lô cũng là một vị thánh, một vị sứ đồ đầy ơn của Chúa, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời cũng không dặn bảo chúng ta rằng là phải lấy danh của Phao-lô để đuổi quỷ nữa. Chỉ có một mình danh Chúa Jesus Christ mới xứng đáng để chúng ta tôn thờ và phục vụ mà thôi. Cho nên nếu có ai đó bày quý vị, vẽ cho quý vị phải làm thế này thế kia, phải mua cái vật thánh này hoặc là cái biểu tượng nào đó để đuổi quỷ trừ tà đó quý vị tuyệt đối đừng có làm theo quý vị. Nhưng mà phải biết rằng là ma quỷ nó chỉ sợ những người có đức tin nơi Chúa. Ma quỷ nó chỉ sợ những người thật sự thuộc về Chúa Giêsu. Khi mà bảy con trai của Sê-va giả mạo danh của Chúa để đuổi quỷ, thì cái con quỷ ở trong cái đứa đầy tớ gái đó nói rằng là Giêsu là ai thì ta biết, Phao-lô là ai thì ta biết, nhưng mà các ngươi là ai ta không biết. Vậy thì ma quỷ nó biết được cái người nào có uy quyền cho nó, đúng không ạ? Không phải là tôi sống chung với cái người mục sư có ơn đuổi quỷ hoặc là có cái quyền phép trên ma quỷ là bản thân tôi tự nhiên tôi được có cái khả năng đó. Quý vị hiểu không ạ? Nếu quý vị sống hoặc là quý vị sinh hoạt ở trong nhà thờ của mục sư Tibiosua mà quý vị không có Chúa Giêsu trong lòng của mình, không tiếp nhận uy quyền của Chúa ban cho mình, thì cho dù ông Tibiosua cũng ông có đuổi quỷ chăng nữa, nhưng mà quý vị cũng không thể nào có thể đuổi quỷ như ông được. Quý vị không thể nào ăn ké được, đúng không ạ? Đức tin của ai thì người đó mới có thể hưởng được phước của Chúa. Cho nên điều đầu tiên chúng ta cần phải hiểu đó là chúng ta bản thân mình phải có đức tin, phải có Chúa Giêsu và phải có sự dạn dĩ ở trên lời của Chúa. Và sau đó thì chúng ta sẽ thực hành uy quyền đó để sử dụng danh của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta phải xác định coi tình trạng người đó bị quỷ ám như vậy, người đó có những biểu hiện như thế nào. Nếu mà tâm trí bị ngăn trở, không tiếp thu nhanh nhẹn được, hoặc là người đó hung hăng, đấm đá, hoặc là có những hành động gọi là kháng cự khác, thì chúng ta biết rằng là ma quỷ nó đang bày tỏ ra cái sự hiện diện của nó. Hoặc là người đó có những lời tục tiểu, nói phạm thượng đến danh của Chúa, nói phạm đến hội thánh của Đức Chúa Trời, hoặc là nói năng không mạch lạc, khó hiểu, cảm giác như là khó thở, hỗn hển, và cái nhìn của họ rất là đầy hận thù, mắt thì đờ đẫn vô hồn. Quý vị có thể phân biệt được một người có tà linh ma quỷ ở trong đó qua ánh mắt của người đó. Không phải vô cớ mà người ta nói rằng là ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nếu quý vị là người đầy thánh linh của Chúa, đầy thánh linh của Chúa, thì quý vị sẽ nhận biết được có tà linh ở trong một người hay không qua ánh mắt của người đó, khi quý vị nói chuyện hoặc là khi quý vị cầu nguyện. Và một người khi bị ma quỷ trói buộc thì ánh mắt của người đó nó đờ đẫn, nó vô hồn. Nhiều khi quý vị nói chuyện một hồi với người đó về lời của Chúa đó, người đó không nhớ cái gì hết. Hoặc là mắt của người đó nhìn đâu xa xăm và không dám nhìn thẳng vào trực diện quý vị. Thì đó là những cái biểu lộ bên ngoài. Rồi người đó có thể nôn mửa hoặc là gào thét không thể kìm hãm được. Khi mà thấy những điều trên thì chúng ta biết rằng là người đó đang bị chi phối một phần bởi quyền lực của tà linh ma quỷ hoặc là bị chiếm hữu trọn vẹn. Và khi mà người đó biểu lộ ra như vậy, chúng ta phải đưa người đó đến cái chỗ nhận biết tình trạng của mình. Chúng ta phải nói nhân danh Đức Chúa Jesus Christ Nazareth, ta cột trói mày, hỡi Satan. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, phải mở mắt người này ra. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, hãy trở lại và kiểm soát thân thể của anh chị em trong danh Đức Chúa Giêsu. Tại vì khi mà ma quỷ nó bày tỏ nó ra, thì cái người đó bị ma quỷ nó cột trói và người đó không thể kiểm soát được chính mình, thì chúng ta phải nhân danh Đức Chúa Giêsu để kêu gọi cái tâm linh của người đó phải trỗi dậy và kiểm soát chính mình và bắt đầu mình nói chuyện với người đó. Bắt đầu mình nói chuyện tương tác với người đó và mình biết được là nguyên nhân tại sao mà ma quỷ đi vào trong người này. Có những khi mà tôi nhận biết được cái người đó bị linh cay đắng không tha thứ nó áp hãm người đó, thì tôi cột trói quyền lực của ma quỷ không cho phép nó lộng hành và kêu gọi cái người đó phải trỗi dậy nói chuyện với tôi. Rồi tôi hướng dẫn cho người đó tha thứ cho người đã từng làm tổn thương người đó. Và khi mà tha thứ xong thì quyền lực ma quỷ nó rời xa khỏi người đó. Có những cái gì đó mà chúng ta cậy ơn ngôi Chúa, chúng ta nhận biết được nó có nguyên nhân đằng sau đó.
Nếu bị tổn thương thì phải tha thứ. Nếu bị ếm bùa thì chúng ta cần phải cắt đứt những cái bùa ngại đó ở trên đời sống của mình. Hoặc là nếu bị ai đó ghen ghét, ghen tị thì chúng ta cũng phải yêu thương, tha thứ cho người đó và cắt đứt tất cả mọi sự rủa sả. Rồi bước tiếp theo nữa, bước thứ tư đó là chúng ta hãy hỏi xem coi họ có muốn được giải thoát hay không. Câu hỏi này rất quan trọng, quý mà cho em nghe có vẻ dư thừa. Nhưng thực tế thì chúng ta thấy rằng là khi Chúa Giêsu gặp những người bệnh á, thì Chúa Giêsu ngài thường hay hỏi rằng là ngươi muốn gì, hoặc là ngươi có muốn ta chữa lành hay không. Chúa Giêsu thường hay hỏi như vậy, mình nghe có vẻ dư thừa, nhưng mà chúng ta biết rằng là khi mà cái lời xưng nhận được nói ra thì bản thân người đó sẽ được giải phóng. Ma quỷ nó biết rằng là cái người đó cũng muốn được giải phóng. Giống như là khi mà chúng ta đứng ở trên bờ, chúng ta muốn cứu cái người đang chết đuối dưới nước, thì cái người ở dưới nước á cần phải giơ tay ra, đúng không ạ? Giơ tay lên để chúng ta kéo lên. Thì cũng vậy quý ông bà chị em, cái lời xưng nhận của chúng ta lấy Chúa, con muốn được Chúa ngài giải cứu con, thì đó là một cái sự cộng tác của chúng ta với Đức Chúa Trời để chính mình được giải cứu. Nếu người đó trước đây có những cái ước với ma quỷ, như đến một buổi cầu cơ, cam kết bằng máu với phù thủy, đeo một lá bùa, đoán số tử vi, theo ma thuật, cầu cơ đồng bóng, thì chúng ta cần phải khích lệ người đó cắt đứt tất cả mọi giao ước đó. Và có những trường hợp quý mài cho em là người đó có một quá khứ cả mười mấy năm sống nô lệ trong những cái hoạt động bùa chú tà thuật, đi hàng trăm nơi, rước hàng trăm lá bùa vào trong người của mình, thì chúng ta cần phải có thời gian để cho người đó có thể ăn năn và xưng ra tất cả hàng trăm lá bùa đó. Quý vị thấy cái điều này nó tuy thủ công, nó hơi tốn thời gian đó, nhưng mà nó sẽ rất ít lợi cho đời sống của chính người đó sau khi mà được giải phóng ra khỏi tất cả mọi cái lá bùa đó. Rồi giả sử bây giờ nếu cái nhà đó là nhà ma và nó có tà thuật ở trong đó, thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Làm sao để tôi biết được là một cái nhà nó có ma quỷ hay không? Theo như những người mà họ không tin Chúa đó, họ tổng kết lại kinh nghiệm của họ, những ngôi nhà ma, thứ nhất nó sẽ có những cái biểu hiện đó là cảm thấy trong người nó lạnh lạnh cái sống lưng, rồi cảm giác như là có ai đó đang theo dõi mình và cảm thấy có cái gì đó nó lạ lạ xung quanh mình, rồi xong rồi nghe cái mùi thơm, nghe một cái mùi hương mà nó có thể là một cái mùi hôi nữa, nó lạ lắm mà nó không phải là cái mùi mà trước đây trong nhà mình thường hay ngửi thấy. Rồi những cái thiết bị điện tử ở trong nhà đó, nó lúc sáng lúc tắt, nó hư, muốn hư lúc nào hư, hoặc là những cái bất thường. Thì chúng ta có thể biết được những cái ngôi nhà như vậy. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao quý mà cha? Cầu nguyện, đúng không ạ? Có những ngôi nhà đó quý vị, khi mà người ta nằm ở trên cái tấm phản hoặc là nằm trên võng á, đang ngủ ngon như vậy, giữa đêm ma quỷ nó quăng xuống đất. Quăng xuống thiệt của quý mà chị em, không phải chỉ là một hai trường hợp đâu mà nhiều nơi lắm. Và đối với những trường hợp như vậy đó, khi mà người ta không có Chúa đó, người ta sẽ làm gì? Mua con gà về cúng, đúng không? Lạy thần thánh, bây giờ ông muốn ăn cái gì tôi cúng. Chứ bây giờ là người không dám ngủ, không ngủ được luôn. Dạ. Có cái căn nhà là 2 tầng, 3 tầng. Dạ. Ta kêu bằng căn nhà ma. Bây giờ ai mua người ta cũng ở được. Bây giờ căn nhà đó là nhà ma, nhưng mà bây giờ ai mua cũng ở không được hả? Bây giờ tôi mua được không? Tôi mua nhưng mà mua trả góp được không? Không biết thì tôi không biết sao chứ. Bây giờ trả trước 1 tỷ, bây giờ một trả trước 1 tỷ ha, nhưng mà mỗi tháng thì trả 1 triệu. Dạ. Đó, những cái ngôi nhà như vậy đó quý vị. Cái nhà mà Úc em đang ở đi nước ngoài có vài tháng mà quay coi nhà qua gọi đất đai ông hát mà nghe rằng chạy. Ừ. Wow.
nó ma quỷ nó chỉ nhát những ai mà không biết uy quyền thật sự của họ ở trên ma quỷ mà thôi. Những cái ngôi nhà như vậy đó quý vị, mình cầu nguyện đi, xin Chúa cho mình có thể sở hữu được những ngôi nhà như vậy. Tôi nói thật, tôi không phải là mình thách thức ma quỷ hoặc là mình nói ở trong cái sự gọi là mình kiêu ngạo, nhưng mà thực tế lời của Chúa nói rằng là chúng ta có uy quyền ở trên muôn vật, đúng không ạ? Qua danh của Chúa Jesus Christ. Và có những cái nơi bị rủa xả, tôi ví dụ như thế này, trước năm 75, trước năm 75 có những cái nơi mà đã từng đổ huyết vô tội, chẳng hạn như có những chiến sĩ họ đã bị tử hình hoặc là họ bị xử bắn ở tại vùng đất đó. Rồi sau này người dân thì người ta không biết cái chỗ đó trước đây là như thế nào hết. Họ mua đất, họ xây nhà. Và khi họ ở trong những cái ngôi nhà như vậy đó quý vị, ban đêm họ bị quấy rầy. Bị quấy rầy, thấy có ma quỷ nó đi ra đi vô trong nhà đó. Và bây giờ chúng ta là con cái Chúa, chúng ta đến đó, thì thay vì chúng ta lập bàn thờ, chúng ta cúi đầu lại nó, nhưng bây giờ chúng ta không cần thiết phải làm như vậy. Chúng ta phải nhân danh Đức Chúa Jesus Christ trục xuất tất cả những linh của sự chết, nó phải rời xa khỏi cái ngôi nhà đó. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, những linh của sự chết, linh đổ huyết vô tội, những cái tà linh gây ra sự cướp giết của diệt, linh chủ quyền ở tại vùng đất này, mày phải đi ra khỏi cái vùng đất này. Quý vị cần phải đứng vững ở trên lời công bố của mình, và tin chắc rằng là trong thế giới linh nó sẽ nhận biết được cái uy quyền của mình ở trên đó. Bởi quý vị cần phải học để thực hành cái uy quyền của mình trong Chúa Giêsu. Tuy rằng tôi sinh ra trong một gia đình tin Chúa ở trong truyền thống, nhưng mà có một cái điều tệ hại, đó là từ bé tôi rất là sợ ma. Nghe lạ không quý mà cho em, đi nhóm thờ phượng Chúa mỗi Chủ nhật, nhưng mà khi về nhà đọc Kinh Thánh xong tắt đèn, ở dưới nhà nó tắt đèn xong là tôi phóng lên lầu. Vừa mới đọc cái thánh, vừa mới cầu nguyện ở dưới nhà, cái là mình đi ngủ vào 12 giờ, tắt đèn cái là mình phóng như bị ma đuổi. Mà nó xảy ra trong cái tuổi thiếu niên của tôi. Dẫu rằng tôi đi thờ phượng Chúa cũng cầu nguyện đều đặn, nhưng mà vẫn sợ ma. Cho đến năm mà tôi được báp tên linh của Chúa, thì tôi bắt đầu tôi đỡ sợ hơn, tôi được giải phóng ra khỏi nỗi sợ đó. Nhưng mà tôi vẫn chưa biết cách để đuổi quỷ. Tôi biết rằng ma quỷ có thiệt, nhưng mà mình cứ im lặng, mình cứ để cho nó sống thì sống yên đi, mình không có đụng tới nó, rồi nó cũng không được phép đụng đến mình. Chỗ mày mày sống, chỗ tao tao sống, chứ không ai làm hại ai hết. Đó là cái cách sống của tôi ngày xưa đó quý mày chị em. Tôi cứ nhắm mắt mình lại ha, tôi không thấy ma quỷ, tức là nó cũng không có xung quanh tôi. Đó là cái suy nghĩ của tôi. Nhưng mà thực tế thì khi mà tôi năm 25 tuổi, tôi bước vào trong trường thánh, tôi học và tôi được biết là thật của Chúa rằng là mình có uy quyền trên ma quỷ. Bởi vì nếu mà mình không có dùng cái uy quyền của mình ở trên ma quỷ thì nó sẽ ảnh hưởng đến trên cuộc sống của mình, và mình sẽ giống như là con rối của nó vậy đó quý vị. Có nhiều khi tôi bị bệnh rồi tôi bị ma quỷ áp hãm, tôi không biết và tôi cũng không đuổi nó. Nhưng mà tạ ơn Chúa là Chúa thương xót và Chúa cho tôi có uy quyền để tôi có thể đuổi quỷ. Cảm ơn Chúa, khi tôi đuổi con quỷ đầu tiên, tôi nhìn thấy rằng là trong danh của Chúa Jesus có uy quyền. Tôi phải mất tới mười mấy năm để mà tôi nhận biết được cái điều đó trên đời sống của mình. Và tôi biết rằng là ngày hôm nay có nhiều con cái Chúa ở trong những cái những hội thánh họ không có tin quyền năng thánh linh của Chúa. Họ chưa bao giờ biết đuổi quỷ là như thế nào. Giống như tôi ngày xưa vậy đó, chưa bao giờ biết đuổi quỷ là như thế nào hết. Nhưng tại Chúa thương xót tôi và Chúa cho tôi thấy rằng là tôi không cần phải bị quỷ đuổi nữa. Nhưng mà bây giờ tôi có thể đuổi quỷ. Ngày xưa quỷ đuổi tôi. Nó đuổi tôi từ dưới nhà mà chạy lên chứ thục mạng lên dưới lầu. Tại vì mình sợ mà. Và mình cũng không biết làm sao để mà khắc chế được cái nỗi sợ đó. Và cảm ơn Chúa rằng danh của Chúa giải phóng tôi. Cho nên khi mà tôi được giải phóng ra khỏi cái nỗi sợ hãi của ma quỷ và tôi có uy quyền trong danh Chúa Jesus Christ, thì ma quỷ nó sợ ngược lại tôi. Có những khi ma quỷ đứng không nổi với mà cho em. Bởi vì nó nhận biết được đấng ở trong chúng ta là lớn, đấng lớn hơn một kẻ ở trong thế gian này. Khi mà tôi cầu nguyện tiếng lạ rồi cầu nguyện giải cứu cho những anh chị em ở trong hội thánh ân tứ nọ, thì có những người họ đứng không nổi với mà cho em. Cứ mỗi lần cầu nguyện là họ té ngã. Có người nói với tôi rằng là mục sư
giải thích cho tôi hiểu làm thế nào. À, xin mục sư hãy giải thích cho tôi hiểu được là theo Kinh Thánh chỗ nào nói với chúng ta rằng là khi chúng ta cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus thì người ta té ngã xuống. Họ nói rằng là trong Kinh Thánh của tôi không có chuyện mà té ngã. Thì tôi nhìn thấy ở trong Kinh Thánh từ Cựu Ước cho đến Tân Ước có những trường hợp khi họ đối diện với Đức Chúa Trời họ được té ngã trong quyền năng của Chúa. Ở trong Na-hum đoạn 1 câu 6 chép rằng là ai đứng được trước sự thành nộ Ngài, ai đứng nổi sự nóng giận Ngài, sự tức giận của Ngài đổ ra như lửa, những vần đá vỡ ra bởi Ngài. Thi Thiên đoạn 76 câu số 7 chép rằng là chính mình Chúa thật là đáng sợ, cơn giận Chúa vừa nổi lên, ai đứng nổi trước mặt Chúa. Thi Thiên đoạn 5 câu 5, kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa, Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác. Vậy thì mình thấy rằng là có những câu Kinh Thánh nói rằng là có những người họ không thể đứng nổi trước mặt Chúa, nhất là những người họ có những cái sai phạm nào đó hoặc là lỗi lầm ở trước mặt Chúa. Rồi khi mà Judas Iscariot cùng với những người bắt Chúa đến tại vườn Gethsemane, họ tìm Chúa Giêsu. Thì ở trong Giăng đoạn 18 câu số 4 cho đến câu 6 chép như thế này: Đức Chúa Giêsu biết tất cả những gì sẽ xảy đến cho mình, nên bước tới và hỏi: các ngươi tìm ai? Họ đáp: Giêsu người Nazareth. Đức Chúa Giêsu nói: chính ta đây. Judas kẻ phản Ngài cũng đứng đó với họ. Khi Đức Chúa Giêsu nói chính ta đây thì họ đều lùi lại và ngã xuống đất. Quý vị thấy không ạ? Chúa Giêsu nói chính ta đây là ngay lập tức một cái đám lính đó mười mấy người trong đó có Judas Iscariot ngã xuống đất. Quý vị thấy rằng Chúa Giêsu có uy quyền khủng khiếp. Một lời phán của Chúa Giêsu có thể khiến cho một đám dân đông đó, một đám đông đó có thể bị ngã xuống. Và Chúa Giêsu không có dùng cái điều đó để mà giải thoát Ngài, nhưng mà Ngài tự phó mình cho cái đám đó để chương trình cứu rỗi của Chúa được thực hiện. Rồi khi mà Sau-lơ đi trên con đường đến thành Đa-mách thì Chúa Giêsu cũng đã hiện ra với Sau-lơ. Ở trong công vụ sứ đồ đoạn số 9 chúng ta biết rằng là khi mà Sau-lơ nghe cái tiếng phán từ trời rằng là hỡi Sau-lơ, Sau-lơ sao ngươi bắt bớ ta, thì Sau-lơ đã ngã xuống đất và ông bị mù mắt trong 3 ngày 3 đêm. Mình thấy không, khi một người đối diện với sự hiện diện của Chúa Jesus Christ thì đó té ngã xuống. Rồi ở trong Khải Huyền đoạn số 1 câu số 10 cho đến câu số 17 á, thì lời của Chúa nói rằng là nhằm ngày của Chúa tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng điều mới thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho 7 hội thánh tại Ê-phê-sô, Si-mi-cnơ, Bẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạc-đe, Phi-la-đen-phi và Lao-đi-xê. Vừa thấy người tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Vậy thì sứ đồ Giăng là một người đã rất là gần gũi thân mật với Chúa Giêsu. Ông đã từng nằm dựa và nghiêng mình ở trên ngực của Chúa Giêsu. Nhưng mà khi mà ông thấy Chúa Giêsu hiện ra ở tại đảo Bát-mô thì ông đã ngã xuống dưới chân của Chúa như chết. Vậy thì có rất là nhiều lần, có nhiều thánh đồ, nhiều tôi tới Chúa đã được đối diện với sự hiện diện của Chúa và họ đã té ngã xuống đất. Có người nói rằng ủa chứ trong hội thánh của tôi không có sự hiện diện của Chúa hay sao mục sư, mà cầu nguyện chúng tôi đâu có bao giờ bị té ngã đâu. Thì tôi có thể trả lời giống như là hồi nãy tôi có nói đó, đó là tùy theo hội thánh. Có hội thánh thì mở cửa cho quyền năng thánh linh của Chúa, có hội thánh thì không có tin vào trong quyền năng của Chúa, cho nên là sự vận hành của Chúa bị cản trở. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi cầu nguyện trong thánh linh của Chúa, quyền năng của Chúa tác động đến thì người ta có thể cảm nhận giống như là mình đang đứng ở trên sóng rồi đó, không đứng nổi trong sự hiện diện của Chúa. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói cái bước cuối cùng để hướng dẫn cho cái người bị ma quỷ khống chế hoặc là bị tà thuật bùa chú nó ảnh hưởng, thì chúng ta cần hướng dẫn cho người đó công bố những lời đoạn tuyệt, những lời đoạn tuyệt với Satan. Không sợ ma quỷ đông, dù là ma quỷ nó có 2 con hoặc là 7 con hoặc là 20.000 con, một quân đoàn không thành vấn đề. Bởi vì Chúa Ngài có nói rằng là một người có thể rượt được 1.000 người và 2 người đuổi được 10.000 người trốn đi, theo phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu 30. Vậy thì một người có thể đuổi được 1.000 tà linh ra khỏi một con người ma quỷ nó có thể chiếm hữu. Amen. Nếu mà có một người phụ tá cùng với mục sư để mà trợ giúp ở trong cái việc giải cứu đó, thì 2 người họ có thể đuổi được 10.000 tà linh ma quỷ. Wow, như vậy thì quý vị thấy rằng là cái sức mạnh nó sẽ được nhân lên khi mà có người hỗ trợ với chúng ta trong sự giải cứu. Và khi chúng ta biết được cái ràng buộc gì đó, cái cam kết nào đó của người ấy với Satan, thì chúng ta hướng dẫn họ bẻ gãy
xưng nhận nó ra thì mọi hoạt động của kẻ thù nó sẽ bị chấm dứt. Ví dụ có những người họ đã bị chỉ định là làm người kế nghiệp trong gia đình của mình. Chẳng hạn như trong tất cả như đứa con thì đứa con út nó phải lo hương quả hoặc là nó phải lo cái việc thờ cúng ở trong gia đình. Thì những cái đứa con đó nó bị trói buộc ở trong cái sự thờ cúng ma quỷ. Thì chúng ta phải hướng dẫn cho họ để cầu nguyện cắt đứt. Và ma quỷ nó sẽ không thể nào có thể ẩn nấp ở trong con người đó được. Sau khi mà ma quỷ, sau khi mà cái giao ước ma quỷ đó bị moi ra, bị quỷ phá. Ở trong Ê-sai đoạn 28 câu số 18 chép rằng là: bấy giờ ước các ngươi kết với sự chết sẽ phế đi, ước các ngươi giao cùng nơi âm phủ sẽ không đứng được. Khi chúng ta hướng dẫn cho nó xưng ra thì những cái giao ước của ma quỷ và âm phủ địa ngục nó sẽ không thể nào có thể đứng vững vàng được, nhưng mà sẽ bị phế đi, phế bỏ đi. Đôi khi có những tà linh ma quỷ nó cứng đầu lắm quý mà chị em, nó không chịu ra khỏi liền. Nó cũng cù cưa cứu cứa với chúng ta. Nhưng mà phải biết một điều rằng là Chúa của chúng ta lớn hơn chúng nó. Chúng nó không thể nào mà có thể ở mãi trong đó được. Chúng nó sẽ có ngày sẽ bị đánh bại và chúng nó phải ra khỏi người đó. Chúng ta phải công bố rằng điều này đã được chọn và ngươi là kẻ thất bại, ngươi phải rời khỏi người này trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu mà cái người đó vẫn chưa được giải cứu thật sự thì chúng ta cần phải dành thời gian để chúng ta nghiên cứu, tìm hiểu xem coi cái lý do gì hoặc là có cái gì đó nó che giấu khiến cho ma quỷ nó có thể ẩn nấp ở trong cái người như vậy. Có thể là một sự liên hệ với thầy pháp, một câu thần chú hoặc là một vật thờ cúng nào đó. Có những cái lá bùa hoặc là có những dao kèo cần được bẻ gãy. Có những cái tên pháp danh hoặc là có những cái sự dâng cúng vào trong chùa. Chẳng hạn như khi đứa con đó mới sinh ra nó khó nuôi, thế là cha mẹ đem đứa con đó vào trong chùa cúng cho cái đứa nhỏ đó. Thì những cái người như vậy khi lớn lên tin Chúa, chúng ta cần phải được cầu nguyện cắt đứt tất cả một cái dây trói và những cái sự cột trói trên linh hồn của mình. Và khi mọi dây trói bị cắt đứt rồi thì ma quỷ không còn lý do gì ở lại thêm trên đời sống của người đó. Và bước cuối cùng, khi mà được giải phóng rồi, được tự do rồi, thì chúng ta hướng dẫn cho người đó dâng lời cảm tạ Chúa về sự giải cứu và xin được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy hướng dẫn cho đó cảm ơn Chúa và cầu xin Đức Thánh Linh của Chúa đến trên đời sống của mình. Người đó được đổ đầy Thánh Linh của Chúa và được đem vào trong xiềng diện của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Alleluia. Như vậy thì đối với những cái đồ vật khác hoặc là nhà cửa của chúng ta, nếu trước đây chúng ta đã từng yểm bùa chung quanh nhà. Nè nè các con im lặng coi. Khi mà một ngôi nhà bị yểm bùa, bốn góc đều bị có bùa, thì chúng ta cần phải cầu nguyện xức dầu cho ngôi nhà đó. Và chúng ta tốt nhất chúng ta hãy lấy muối của mình để mà rải ở trên những cái chỗ chôn bùa đó quý vị. Chẳng hạn mình chôn ở bốn góc ha, mình biết được cái vị trí nào, hãy rải muối cho cái chỗ đó và hãy nhân danh Đức Chúa Jesus Christ of Nazareth quỷ phá tất cả những lá bùa và những cái quyền lực tối tăm của bùa chú ở ngay cái tại chỗ đó, ở ngay trên mặt nhà của ta trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Giống như khi Elise ông nhận biết được là ở trong cái nồi canh nó có độc thì ông đã rắc muối vào trong cái nồi canh đó. Đó là một hành động tiên tri. Rắc muối là một hành động tiên tri để quỷ phá những cái sự độc hại ở trong thuộc linh, những sự ô uế, những cái sự chết ở trong thuộc linh. Cho nên khi chúng ta nhận biết được một ngôi nhà mà bị ma quỷ áp chế, chúng ta phải biết nguyên nhân nó tại sao. Có thể là mảnh đất của nghĩa địa, mảnh đất của sự chết, hoặc là mảnh đất đó trước đây đã từng có những cái sự đổ huyết ở trong cái mảnh đất đó. Nếu mà một cái nhà đó mà có người chết ở trong đó đó quý vị, trước đây đã từng có người treo cổ tự tử đó, thì chúng ta cần phải cầu nguyện nhân danh để Chúa Jesus Christ of Nazareth trục xuất linh tự tử, linh của sự chết, mày phải rời xa khỏi căn phòng này, rời xa khỏi căn nhà này trong danh Đức Chúa Giêsu. Và mình lấy dầu sức bốn phía chung quanh cái ngôi nhà đó. Quý vị có bao giờ dám làm gì đó không? Tôi đã đến những cái ngôi nhà như vậy và tôi cầu nguyện sức dầu. Và sau một thời gian thì tôi điện thoại lại cho chủ nhà, thì người chủ nhà nói với tôi rằng: cảm ơn Chúa, mục sư ơi, ngôi nhà bây giờ bình an, ngủ bình an, không còn có bị quấy rầy nữa. Đơn giản lắm quý mà chứ em, nó không có gì phải rườm rà giống như bên ngoài kia là phải mua con heo hoặc mua con gà về cúng rồi đọc bao nhiêu kinh rồi phải lạy bao nhiêu cái mới hết. Không, đối với Chúa rất là nhanh chóng, rất là nhanh chóng, bằng đức tin thôi.
và mời Chúa bước vào trong ngôi nhà đó. Hãy mời Chúa bước vào trong ngôi nhà đó. Chúa ơi, con dâng cái mảnh đất này, cái căn nhà này cho Đức Chúa Trời. Xin Chúa Ngài sở hữu và Ngài ban phước cho bốn phía chung quanh ngôi nhà này. Ai đi ra ngôi nhà này cũng sẽ được phước, và ai đi vào trong ngôi nhà này cũng sẽ được phước. Đức Giê-hô-va vây phủ ngôi nhà này giống như các núi vây phủ Jerusalem thế nào, thì Ngài cũng vây phủ ngôi nhà này cũng thấy từ đây cho đến đời đời. Nguyện mắt Chúa ngày và đêm đoái xem nhà này. Amen. Không còn có ma quỷ nó ngày và đêm nó đoái xem nhà đó nữa, nhưng mà mắt của Chúa bắt đầu từ hôm nay sẽ đoái xem nhà này, ban phước cho nhà này. Cảm ơn Chúa. Đó là những cách mà chúng ta có thể cầu nguyện trừ tà ở trong gia đình hoặc là trên đời sống của những người thân của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ đứng lên và chúng ta cầu nguyện theo lời của Chúa giờ phút này. Có chuẩn bị không? Rồi lát nữa thì chúng ta sẽ dự tự thánh với nhau. Rồi, bởi vì hôm nay là Chủ nhật đầu tháng. Tôi xin phép cầu nguyện để chúng ta kết thúc lời của Chúa giờ phút này. Lạy Chúa Giêsu dấu chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài bởi vì lời của Chúa buổi chiều hôm nay nhắc nhở mọi người chúng con rằng chúng con có Chúa Giêsu Christ, Ngài chính là vua trên muôn vua và Chúa của Chúa. Ngài là đấng vĩ đại, Ngài là Chúa của cả trời đất này, và Ngài có một danh xưng, đó là danh Giêsu Christ, danh trên hết muôn danh. Nhờ danh của Chúa Giêsu Christ mà chúng con được sự bảo vệ, được sự che chở, được sự ân chứng đời đời. Ở trong danh của Ngài chúng con có được sự an ninh, chúng con có được sự bảo đảm cho linh hồn của chúng con. Ma quỷ không thể làm hại chúng con được khi chúng con thuộc về Ngài. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa Ngài đến nơi trên nhân sự của Ngài. Ngài ban sự bình an, Ngài ban sự phước hạnh của Ngài, sự sức dầu của Ngài ở trên linh hồn của chúng con. Để khi chúng con có sự sức dầu của Chúa thì ma quỷ nó không thể nào có thể chạm đến chúng con được. Sự sức dầu của Chúa sẽ đem lại sự bảo vệ siêu nhiên cho chúng con. Sự dầu của Chúa sẽ làm chúng con được thăng tiến, chúng con được thăng cấp và chúng con được phước ở trong danh của Chúa Giêsu Christ. Và sự dầu của Chúa sẽ giải cứu chúng con ra khỏi tất cả mọi sự áp chế như sự trói buộc của tà linh ma quỷ. Nếu chúng nó có tìm cách để cột trói chúng con, thì xin sự dầu của Ngài mở trói chúng con trong danh của Chúa Giêsu Christ, để chúng con được phước ở trong tâm linh của chúng con và được phước ở trong mọi công việc mà chúng con làm. Cảm ơn Chúa, trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, còn ra lệnh cho tất cả những tà linh ma quỷ, những tà thuật, những cái bùa chú, bùa ngại nó phải rời xa khỏi nhân sự của Chúa giờ hôm nay. Nó không được phép ở trong bất cứ con người nào ở trong hội thánh của Chúa. Bởi vì đây là nơi ở của Đức Thánh Linh. Đây là nhà của Đức Chúa Trời, Chúa ơi, và mỗi người chúng con cũng đều là những đền thờ sống của Đức Chúa Trời ở trong Thánh Linh của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài đổ đầy Thánh Linh của Ngài trong mỗi người chúng con. Để khi Thánh Linh của Chúa đầy dẫy rồi thì ma quỷ không có chỗ nào ở trong tấm lòng của chúng con nữa cả, Chúa ơi. Khi Thánh Linh của Chúa đầy dẫy trong chúng con rồi thì chúng con sẽ đầy dẫy sự sáng, sự sống của Chúa, đầy dẫy lời của Ngài mà thôi. Không có sự chết, không có ma quỷ, không có tà thuật nào của nó ảnh hưởng trên mỗi người chúng con được. Cảm ơn Chúa bởi vì chúng con thuộc về Ngài. Chúng con có tường rào bằng lửa của Đức Chúa Trời luôn vây phủ chung quanh chúng con. Có những thiên sứ thánh của Đức Chúa Trời luôn đóng trại chung quanh chúng con và gìn giữ chúng con khỏi tất cả mọi tai họa. Cảm ơn Chúa bởi vì trong Ngài chúng con có được sự bảo đảm. Và nhân danh Đức Chúa Jesus Christ Nazareth, con trục xuất tất cả những tà linh, những ác linh đang khuấy quốc ở trên gia đình, ở trên nhà cửa, trên tài sản của quý bà cha em con. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng nó phải rời xa khỏi tất cả những tài vật của quý bà cha em con giờ phút này đang sở hữu. Có những tà linh nó cột trói nhà đất, nhà cửa, đất đai, công an việc làm cũng như là tài chánh của quý bà cha em con. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, Satan và những tà linh của chúng mày phải buông bàn tay mày ra khỏi nhân sự của Chúa. Mày phải buông bàn tay mày ra khỏi thân thể của những con dân của Chúa giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, mày phải rời xa khỏi nhân sự của Chúa giờ phút này. Mày phải rời xa khỏi sức khỏe của họ trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Không được phép gây ra những bệnh tật, không được phép gây ra những sự trì hoãn, gây ra những sự cản trở trong thuộc linh cũng như thuộc thể của họ. Mày không được phép gây ra những sự cản trở trong tài chánh của nhân sự của Chúa nữa trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Mày còn phép gây ra những sự cản trở cho công việc của họ trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài là đấng giải cứu chúng con. Ngài giải cứu chúng con ra khỏi tất cả những sự bế tắc, những sự nghẹt ngòi ở trong công ăn việc làm của chúng con. Những sự trì hoãn nó phải bị quỷ phá đi trong danh của Chúa Giêsu Christ phút này. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến để cho chúng con được sự sống và được sự sống dư dật. Ngài là đấng trả lời cho mọi lời cầu nguyện của chúng con. Ma quỷ nó không muốn chúng con được phước, nó tìm cách để trì hoãn công việc của chúng con. Nhưng những danh của Chúa Giêsu Christ Nazareth, chúng con quỷ phá tất cả những công việc trì hoãn đó của Satan để phước của Chúa sẽ đến với chúng con ở trong những ngày tới. Phước hạnh về tài chánh, tiền bạc sẽ đến với chúng con khi mà Chúa ban phước chúng con. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài ban phước cho công việc của chúng con trong một tuần lễ mới được đầy ơn, đầy phước của Ngài. Chúng con sẽ làm việc và được thành công, được tấn tới trong danh của Chúa Giêsu Christ, bởi vì Ngài vui cho chúng con được phước và được thịnh vượng. Cảm ơn Chúa Giêsu, một lần nữa con bày gãy tất cả những sự rủa xả, những sự giam cầm, những sự trói buộc
của ma quỷ ở trên dân sự của Chúa, trên những con cái Chúa đang lắng nghe lời của Chúa online giờ phút này, trong danh Đức Chúa Jesus Christ quyền năng Satan, mày phải rút bàn tay mày ra khỏi dân sự của Ngài. Mày không được phép câm bù những con người này, bởi vì họ thuộc về Đức Chúa Trời, họ có đức tin ở danh của Ngài và họ là con ngươi của mắt Chúa. Ma quỷ không được phép chạm đến họ trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa Giêsu, bởi vì trong Ngài chúng con có được sự cứu chuộc là sự tha tội. Chúng con đã được Chúa Ngài dời chúng con qua nước sáng láng lạ lùng của Ngài, Chúa ơi. Ở trong Chúa Giêsu Christ chúng con có được một quốc tịch mới ở trong thuộc linh, đó là chúng con là những công dân của thiên đàng. Chúng con có uy quyền trên ma quỷ và ma quỷ phải nằm dưới bàn chân của chúng con trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng nó không thể nào ngồi trên đầu chúng con được, nhưng mà trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, ma quỷ và những thế lực tà linh của chúng nó phải khiếp sợ trước danh Giêsu Christ của chúng con. Chúng nó phải bỏ chạy trước mặt chúng con, Chúa ơi. Và có Ngài là hòn đá của chúng con. Trước mặt chúng con, ma quỷ nó sẽ phải sợ hãi và thôi lui, bởi vì cỡ chúng nó thấy Chúa Giêsu Christ ở trong mỗi người chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu, xin ban phước cho mọi người chúng con qua lời của Chúa buổi chiều nay, để danh Chúa được vinh hiển, được tôn cao, dân sự của Chúa thấy được quyền năng ở trong danh của Ngài và họ sẽ kính sợ trước danh của Chúa. Còn cảm ơn Ngài, nguyện Chúa được vinh hiển qua tất cả mọi sự mà chúng con làm. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.